Miếu Bảo Hà hay còn tên gọi là Miếu Ba Xã, xã Đồng Minh, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng, được xây dựng từ thời Hậu Lê, được xếp hạng di tích lịch sử quốc gia. Kiến trúc theo hướng Tây Nam, gồm tòa bái đường và cung nhất cung nhì. Di tích tồn tại hơn 700 năm cùng với thời gian và truyền thống chống giặc ngoại xâm, là nơi tôn thờ Thái tử Lý Linh Lang Đại Vương, chính sử ghi là Lý Hoàng Chân, và tôn thờ cụ Nguyễn Công Huệ, ông tổ nghề sơn mài điêu khắc thôn Bảo Hà, xã Đồng Minh. Năm 2000, với sự cung tiến của nhân dân và du khách thập phương, tòa bái đường được phục dựng ngay trên nền móng cũ. Bái đường hiện nay gồm 5 gian, đặc biệt tại cung nhất thờ pho tượng Thánh Đức Linh Lang Đại Vương, một tác phẩm độc nhất vô nhị ở Việt Nam. Tượng có thể đứng lên ngồi xuống khi có khách tham quan chiêm bái. Theo cán bộ văn hóa xã Đồng Minh, pho tượng có thể đứng lên ngồi xuống là nhờ hoạt động theo nguyên lý cánh tay đòn, gồm hệ thống dòng dọc khớp nối hoàn toàn bằng một loại gỗ đặc biệt nằm trong căn hầm phía dưới cung cấm. Đến nay, người dân địa phương vẫn chưa thể biết đó là loại gỗ gì. Đây là một tác phẩm kiệt tác với sự kết hợp tinh túy của nghệ thuật dân gian và nghệ thuật hiện đại. Một công trình độc đáo thứ hai ngay tại nơi đây là giếng mắt thần hay còn gọi là giếng bán nguyệt. Trong lòng giếng có mạch nước ngầm chảy ra sông Vĩnh Trinh. Xưa kia, mỗi dịp dân làng mở hội, cúng lễ thì thực hiện nghi lễ thả bưởi cầu may trong thời gian khoảng từ 5 đến 7 phút. Trái bưởi sẽ trôi ra cửa bưởi, nổi tại ao miếu cách miệng giếng khoảng 100 mét. Miếu Bảo Hà trải qua bao thăng trầm cùng thời gian và lịch sử quê hương, đất nước, là một công trình kiến trúc nghệ thuật điêu khắc sơn mài tiêu biểu, nơi sinh hoạt văn hóa tâm linh của mỗi người con quê hương khi đi xa, về gần và nơi chiêm ngưỡng những giá trị tinh thần vô giá của du khách trong và ngoài nước.